Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ trên phố đông người qua. Hello, mình là GD đến từ phố ăn chơi. Và qua 4 câu thơ vừa rồi thì chắc là các bạn cũng biết hiện tại mình đang đứng ở đâu rồi đúng không? Đúng vậy, đó chính là phố ông đồ. 22 năm cuộc đời dân Sài Gòn nhưng mà chưa một lần nào đi thử phố ông đồ sẽ ra sao. Vậy thì hôm nay hãy cùng GD trải nghiệm phố ông đồ. Ở khuôn viên của nhà văn hóa thanh niên của phố ông đồ, mọi người có thể thấy là mình đi chuẩn bị cũng khá là sớm á, 8:30 có được gọi là sớm không ta? Thì nói chung là cũng sớm đó, nhưng mà mọi người có thể thấy là nó rất là đông luôn, và các chị các bà thì ai cũng một bộ áo dài xúng xính như thế này và chụp hình. Và mình đi từ đường Nguyễn Văn Chim vô, mà mình gợi ý cho các bạn là các bạn nên gửi xe ở Diamond, tại vì mình đi vòng vòng xung quanh nửa tiếng rồi mà mình không thấy cái chỗ nào gửi xe hết, cho nên là một lưu ý là các bạn có thể gửi xe ở Diamond cho nó tiện và nó đỡ đông nhiên. Ồ, mọi người ơi, mình mới bước vào thì tụi mình sẽ thấy một cái bức tường lúa, nhưng mà rất là đông người chụp hình luôn, nhưng mà sao lúa nó héo quá mọi người ơi. Chắc là cũng tầm một tuần rồi, phố ông đồ chắc hơn một tuần rồi, cho nên là lúa chắc là nó không còn đẹp như trước nữa. Nhưng mà nói chung là cái cảnh này cũng khá là đẹp. Năm nay thì mình thấy là có một cái loại cây mà mọi người bán đầy đường nữa, đó chính là cây lúa mọi người. Mình thấy mọi năm là không có, nhưng mà dạo gần đây mình đi ngoài đường mình thấy rất là nhiều người bán cây lúa mọi người. Thì nếu mà cho mọi người nào không biết thì mình nghĩ là cây lúa là một biểu tượng của sự ấm no sung túc. Cho nên là bạn nào mà chưa mua cây lúa thì mình nghĩ là nên đi mua cây lúa cho năm sau ấm no sung túc nha. Mình cũng muốn chụp hình ở đây nhưng mà bây giờ nó rất là đông luôn. Sân khấu rất là lớn luôn và hiện tại là mọi người đang hát cải lương. Mình không biết là có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ở đây không, nhưng mà mình cảm giác người ở đây vừa có lúa vừa có cải lương và rất là nhiều cái không gian văn hóa khác nhau. Mình cảm thấy là đây là một cái địa điểm mà thật sự check in khá là ok cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về văn hóa. Nhưng mà mình thấy là ở đây cũng có rất là nhiều các cô chú anh chị tuổi trùm trung niên đứng đây và chụp hình kiểu giang tay đây vậy. Ok, mình đi tiếp nào. Đông quá mọi người ơi, đi đến đâu là mình phải né để cho người ta chụp hình. Ô, ở bên kia có một cái nhà bắp. À, bên kia là chỗ cho thuê áo dài á mọi người. Mình nghĩ là nếu mà bạn nào không có áo dài thì đến đó thuê cũng được. Còn mình thì mình sắm 3 bộ áo dài rồi xíu nữa mình sẽ chụp hình cho mọi người coi. Bắp giả nha, là bắp giả nha, không phải bắp thật nha. Nani? Cái cảnh này đẹp lắm nè, lên là chắc là đẹp lắm ấy. Bây giờ anh camera, nhờ anh camera chụp hình giùm mình. Hướng dẫn các bạn tạo dáng với áo dài 2023. Cố định ở đây. Ở đây được không ta? Chỗ này chỗ người ta chụp hình. Tôi sẽ ngồi ở đây. Rồi, mình rất là đói rồi cho nên hôm nay mình sẽ ghé vô cái hàng của gian nhà bắp để ăn súp cua. 35.000 phần. Nhưng mà nhìn cũng được. Để lấy xuống đi chụp hình. Bên trong mà cái vườn mai chính, sân khấu chính ra ngoài này thì mình thấy là nguyên một dãy đường luôn, nó rất là rộng mọi người ơi. Lúc nãy mình cứ tưởng đâu là
ở trong đó chỉ có nguyên khu đó thôi, nhưng mà ra tới đây thì mình thấy là hàng dài các hàng từ khắc bút chì cho đến những cái đồ thủ công mỹ nghệ rồi, thì mình thấy rất là đẹp luôn. Và có những cái quầy là gì của người khuyết tật họ làm ra rồi bán lại, cho nên mình nghĩ đây là một cái cơ hội việc làm khá là tốt và mở ra một cái không gian văn hóa khá là hay ho tại Sài Gòn. Lần đầu tiên mình được thấy phố Ông Đồ như thế nào luôn á, nổi tiếng. Phố Ông Đồ là một cái gì đó mà rất là đặc trưng của Tết Sài Gòn này. Tôi hồi nhỏ là mình đã nghe rồi, nhưng mà tới hôm nay 22 tuổi thì mình mới được trải nghiệm. Mình có thể kiếm được rất là nhiều thứ hay ho ở những cái hàng của Ông Đồ này, ví dụ là chữ viết những cái tấm tranh như thế này, hay là kiếm cái đồng tiền bao lì xì nè. Trời, cái bút này thì viết được gì ta? Mình lần đầu tiên mình thấy cái bút to vậy luôn á, chứ trước giờ mình chưa thấy cái bút nào to vậy nha mọi người. Đây có cả chén nữa. Ủa mọi người, có cái này hay lắm nè. Cái này là cái chén mà giả con cá ở trong này. Trời, dễ thương ghê. Trời, bên này có cả Tinh Lâm nữa mọi người ơi. Mọi người biết Tinh Lâm không? Quỳnh Lập, để chụp hình cho em với Quỳnh Lập cái đêm nay mà. Quỳnh Lập. Mình đi phố Ông Đồ mình được gặp Quỳnh Lập ạ. Anh ơi, cho em hỏi là anh thấy không khí của phố Ông Đồ hôm nay như thế nào ạ? Vui ạ. Vậy thì anh bán ở đây bữa giờ anh bán có đắt không ạ? Anh không trả lời mọi người, anh hơi chảnh. Mình vừa thấy một ông đồ khá là trẻ. Ủa bạn, bình thường là bạn có làm vẽ tranh hay là viết chữ này là nghề chính của mình không? Đây cũng là một trong những công việc chính của mình. Là vẽ tranh và viết chữ luôn? Đúng. Là rồi. Đa phần ông đồ nào cũng biết vẽ tranh và viết chữ hay là chỉ có mình bạn biết vẽ thôi? Thật ra thì không phải là chỉ một mình, nhưng mà hầu như để mà vừa vẽ tranh được viết chữ được thì không phải ai cũng hay làm. Là hàng năm bạn đều ra phố ông đồ này để vẽ chữ thế này? Dạ đúng rồi. Vậy là bình thường là bạn cũng vẽ chữ là online hay là như thế nào? Thực sự thì mình có hoạt động ở trên mạng xã hội ấy. Thì thường là những người mà yêu thích tranh của mình thì họ sẽ đặt qua online. Có đắt. Mình vừa phát hiện ra một chú làm tò he ở trong này và mình sẽ làm phiền chú một xíu. Ủa chú, và chú làm đây được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cái này là làm từ hôm 15. Vậy là ý là chú làm cái nghề tò he này lâu chưa? Làm cái nghề tò he này là 45 năm. 45 năm? Dạ. Ồ trời, vậy là cỡ bao lâu thì chú sẽ nặng ra được những cái con này? Trong vòng bao lâu? Cứ mỗi một hình này có 5 phút thôi. 5 phút thôi? Dạ. Ví dụ giờ chú nặng như là cao được không? Là, dạ. Hay là chú nặng những cái hình có sẵn? Mình nặng được ạ. Dạ. Dạ. Dễ thương quá. Ý là ngoài tò he này chú có... Xuân đã về, xuân cần mơ màng trong nắng vàng.
the first time you come here? Yes. Yes. Why you know this place? We are walking around the city and we saw a lot of activity, so we decided to stop over. So how do you feel in this place? Beautiful, happy, a lot of activity, a lot of people all dressed beautifully. Yeah. You see the traditional form do in here, the guys wear the rider. Yes, beautiful. Yes. So do you want to try our traditional costume? Maybe another time. Yeah. You can try in there. Oh, you try it in there. Okay. Yeah. How do you feel in traditional Vietnamese? Traditional. Do you like it? Oh, yeah. It's very nice. Very good. It's very different from U.S. Yeah. We like it very much. Good to see other traditions. Yeah. Other cultures. And we wish you have good time in Vietnam. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye. Đúng, vậy là mình đã dắt các bạn đi một vòng tham quan phố Ông Đồ, một cái nơi mà rất là nổi tiếng vào dịp Tết của dân Sài Gòn. Thì mình thấy phố Ông Đồ là một cái địa điểm mà tập hợp giao lưu văn hóa rất là Tết của người Sài Gòn mình. Mình thấy là nó khá là đông, và khi mà các bạn muốn có những tấm hình đẹp thì các bạn phải chịu khó, hơi bị chịu khó một xíu bỏ một buổi sáng ra. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy là rất là đáng, bởi vì mình cảm nhận được cái không khí Tết của người Việt Nam mình. Đó là một vòng mà mình đã dắt các bạn đi ăn chơi tại phố Ông Đồ. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái tập ăn chơi tiếp theo. Bây giờ mình sẽ lên xe và đi về đây. Bye bye.